Nhìn cá, nhìn cá. Nhìn cá các bạn ơi, nhìn cá đâu. Nhìn cá đó mọi người ơi. Ô! Oh! Cọc vân, cọc vân. Để trong mệt đó. Kênh của mình tới bên anh luôn. Đây mình làm một video đi câu cá. Trong thời gian tránh dịch Covid làm một video đi câu cá. Xong. Thả được hai cân. Đây. Rất là rộng, rất là sâu. Cá rất là nhiều. Đây rất là yên tĩnh các bạn này. Ít người. Cá nhỏ các bạn ơi, cá nhỏ nhiều chưa? Cá bông, cá bông.
chứ mà có 10 phút thì dành được cả. Chưa đã chưa 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 hôm nay hai anh em đi câu được làm trên đây, các bạn thấy thì cho một like, một comment, bye, gặp lại các bạn video sau. Mặt trời cũng đã về chiều rồi, giờ mình đang về nhà mình. Ở đây rất là đẹp các bạn ơi.